có biển cấm đổ rác và cả những thông tin về mức phạt theo quy định của pháp luật nếu vi phạm. Nhưng ngay đầu thôn 4 xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, người dân vẫn thường xuyên đổ rác bừa bãi, tạo thành bãi rác lớn, khiến cả khu vực bị ô nhiễm và mất mỹ quan. Ngay tại tuyến đường chính và trung tâm xã đầy rác, khiến nhiều người khi đi qua đây đều cảm thấy khó chịu vì mùi rác bốc lên. Không chỉ có bảng cấm mà Ủy ban Nhân dân xã Khuê Ngọc Điền còn lắp camera quan sát. Thế nhưng khi trời tối hoặc tầm 3-4 giờ sáng, người dân lại đem rác tới bỏ, khiến cho việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Cần sự tự giác hơn của mỗi người dân để con đường không còn bốc mùi rác thải.